Hello, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái video ảnh bìa cực đẹp trên Facebook. Thì mình sẽ để cái link tạo cái tên Photoshop ở dưới phần mô tả nha các bạn. Các bạn nào chưa biết Photoshop thì có thể lên mạng học. Đây là cái link file của Photoshop. Ở đây mình để tận 6 tên, 7 tên gì đó. Các bạn tự mò nha các bạn. Các bạn hãy bấm đây thì mình là đổi. Các bạn bấm add vào cái vuông mắt, nó sẽ hiện ra một cái tên đó và các bạn chỉ cần việc đổi tên thôi. Đó, các bạn bấm lần đầu thì nó chỉnh sửa được thì các bạn sẽ đó, lần đầu là cái này thì các bạn sẽ chuyển bấm vào cái đó hoặc là Ctrl T và bấm vào đó và chỉnh sửa tên các bạn. Mình bấm là Phan Văn Tứ, ok. Nhưng mà Facebook mình là Phan Tứ nên mình sẽ xóa chữ Văn đi. Đó, à, tên biệt hiệu của mình là Tứ đẹp trai. Bây giờ mình sẽ bấm vô lệnh CS các bạn, file rồi CS và mình sẽ chọn định dạng là PNG và đổi và chọn cái nơi lưu là hình ảnh nha các bạn và đổi tên thành tên đẹp và mình sẽ xây lại. Ok, và mình sẽ thu nhỏ Photoshop lại và mở phần mềm Edit Video lên. Ở đây thì mình sẽ sử dụng phần mềm Adobe Premiere nha các bạn. Ở đây thì mình đã có một cái dự án sẵn và một cái video ảnh bìa. Thì mình ảnh bìa khôn thì bây giờ mình sẽ để cái này cũng ở dưới phần tả luôn. Đây, bây giờ mình sẽ kéo qua cho các bạn xem. Ở đây thì mình có 3 cái video luôn nha các bạn. Đó, ok, mình sẽ mở cho bạn review một cái khung thì mình tải cái này từ YouTube. Đây là khung mình đang sử dụng. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu edit hướng dẫn cho các bạn. Thì bây giờ mình sẽ kéo những cái file cần thiết vô các bạn. Bây giờ mình sẽ kéo file tên đẹp hồi nãy đâu. Hồi nãy mình lưu ở nơi là hình ảnh. Và mình sẽ tìm tên là tên đẹp và kéo tên đẹp đó vô phần mềm chỉnh sửa video. Và mình sẽ kéo vô nơi chỉnh sửa video và mình sẽ transform lại cái kích thước của nó cho vừa vặn với cái khung. Tí nữa sẽ trùng với cái tên nhỏ đẹp các bạn. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại. Xuống một xíu nữa. Ok. Nếu mà các bạn chưa thấy hợp thì các bạn có thể chỉnh sửa lại. Đấy. Và xong. Mình sẽ mở full để nhìn đẹp hơn. Và kéo cho nó vừa vặn với cái video khung đó. Và bây giờ mình sẽ kéo một cái video để làm cái video chạy cho nó nổi nha các bạn. Mình sẽ chọn video thay đổi quần áo hiệu ứng của mình. Và mình sẽ kéo vô khung làm việc. Mình sẽ đổi cái khung mà đó thành chế độ screen nha các bạn. Họ chọn là screen để lại bỏ vùng tối và lấy vùng sáng. Từ từ bây giờ mình sẽ để lại chế độ normal. Ok, mình sẽ đưa khung lên trước. Ok, và để cái khung screen nha các bạn. Đó, là hiện ra cái kia. Nhớ là cái khung phải trên cái video của mình. Rồi bây giờ mình sẽ transform lại cái video cho hợp với cái khung. Khung chính là khung ở giữa nha các bạn. Hợp với cái ở bên trong đó. Nếu các bạn đặt bên ngoài thì sẽ gặp ra lỗi. Mình sẽ transform lại cho nó phù hợp. Và mình dùng lệnh crop để crop video lại. Mình sẽ crop qua bên trái một xíu. Và mình sẽ nhân đôi cái layer đó lên một lớp nữa. Bây giờ mình sẽ giữ app và kéo cái video mà mình lên. Đó, nó sẽ nhân đôi làm video và mình sẽ bấm vào đó. Rồi mình sẽ kéo qua. Ok. Rất là hợp luôn. Giọng mình hơi bị ngọt như vậy. Ok. Đó, kiểu vậy thì cũng đã đẹp rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ chỉnh tiếp và khi nào cho phù hợp thì thôi. Mình sẽ tua nhanh đoạn này. Ok và xong thì mình bây giờ mình sẽ bắt đầu lưu cái video này. Xuất video trên Adobe Premiere thì bấm Ctrl cộng M nha. Đợi một chút. Thì bây giờ mình sẽ chọn định dạng cho cái video này là cái khung thì 720p thì mình sẽ lựa chọn lại là 720p để cho phù hợp với cái khung video đó. Không HD 720p và mình để sẽ đổi lại cái frame rate là 30 frame. Đấy, bây giờ mình sẽ chọn nó lưu và cái DM gì vậy? What the hell? 2000 years later. À. Máy mình hình như đã bị tăng RAM rồi các bạn. Mệt quá các bạn ơi, mình đã đợi nửa tiếng rồi. À,
ngạo cho á. Ok, thì bây giờ mình sẽ thoát luôn cái chương trên. Và làm lại được không ạ? Thì bây giờ mình sẽ làm lại. Fucking wow shit. Trời ơi, quá cực luôn. Nhưng mà lần là bạn này sẽ làm đúng đẹp hơn. Vô tay. Làm cho nó ngầu hơn nữa. Vô tay quay. Ở đây thì mình sẽ dùng lại clip để đảo ngược hai video lại. Đấy, như các bạn có thấy. Mình cũng sẽ tư nhanh quá trình làm cái này. Rất là dễ luôn. Ok, và bây giờ đã đến công đoạn lưu thì mình sẽ chọn lại cái định dạng nó là 720p và chỉnh lại là 30 frame các bạn. Ok, lần này còn mong nó sẽ không bị nữa. Fuck! Wow! Oh my god! Wow! Ok, thấy mình đã mạnh hơn trước rồi. Bây giờ mình sẽ ảnh đi video. Và chúng tôi gọi đây là chất. Chất. Ok, mình đã xuất ra video. Giờ mình sẽ tắt đi phần mềm và mình sẽ mở địa chỉ cái đấy. Rất là tuyệt vời. Thì video đã làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ đăng lên Facebook. Và cách để đặt cái video này thành ảnh bìa thì các bạn sẽ làm theo mình nha. Ok. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt ảnh đại diện cho Facebook mới lần. Thì mình sẽ test cho các bạn xem. Và tiếp theo thì mình sẽ bỏ qua quá tuyệt vời. Đó là Facebook đầu tiên mới lần. Bây giờ mình sẽ đăng video của mình lên. Của mình là đấy. Mình sẽ chọn cái chất đi mẹ đó. Ok, thôi bạn. Và mình có thể để mặt công khai hoặc là chỉ mình thôi. Thế video mình quá ngầu nên sẽ để công khai luôn. Và đợi cho upload xong thì mình sẽ chia sẻ lên Facebook và đăng lên đó. Và video tiếp theo thì mình sẽ chờ Facebook hiện thông báo. Facebook hiện thông báo. Ok, và đã thành công. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái link ID của cái video này. Và mình sẽ copy cái link ID video này sao chép. Và tiếp theo mình sẽ bấm thêm ảnh bìa và chọn ảnh nghệ thuật. Đấy, hiện ra khung này thì mình sẽ bấm mô kiểm tra phần tử là cần đơn ship A phim tắt. Đấy. Rồi mình sẽ chỉ mô con mũi tên và bấm mô cái thứ nhất là đá. Rồi các bạn bấm double. Kéo. Đó, xoáy nó và bắt cái đi và bấm vô cái đó. Đó, thì các bạn sẽ thấy điều kỳ diệu là nó đã lấy video mình làm ảnh bìa. Các bạn bấm lưu thay đổi và chờ điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Kaboom. Ok, và đây là điều kỳ diệu. Chưa đâu. Nope. Wow. Bây giờ mới là kỳ diệu này. Mình sẽ thêm biệt danh. Hàng si wow. Đa chất lượng cao. Fucking wow shit. Ok, và bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại. Cũng chỉ cần chỉnh sửa cái trang form tên của nó chút xíu thôi. Giờ mình sẽ xuất ra video tiếp. Và các bạn cũng đăng video giống hồi nãy nha các bạn. Lấy đi đồ như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu như hồi nãy. Chọn nghệ thuật. Rồi Ctrl Shift C hoặc là Ctrl Z để kiểm tra phần tử. Và các bạn sẽ thay đổi cái ID lần sau. Cái ID mà các bạn đã lấy từ video các bạn sẽ bắt vô cái ID lần sau như thế này. Đấy. Và Ctrl V. Đúng rồi, bấm ok video đó.
và các bạn sẽ thấy một điều gì, đó là 1, 2. Chúng tôi gọi đây 3. Là chất. Rất là khớp luôn. Chất. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho channel mình một đăng ký, một like và một share để có thêm động lực làm tiếp những video hay cho các bạn xem nha. Và video đến đây là hết. Xin chào và hẹn các bạn ở video sau. Chất. AI. Camera phone. Chất.